Hôm qua, lần đầu tiên Tổng thống Philippines đã chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ một ngư dân Đài Loan bị cảnh sát biển Philippines bắn chết trên vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Đài Loan và Philippines vẫn không hề hạ nhiệt. Hôm nay, bất chấp lời xin lỗi từ Tổng thống Benigno Aquino, phía Đài Loan vẫn liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm trả đũa, đồng thời tiến hành tập trận quân sự ngay trên vùng biển gần Philippines. Liệu vụ việc này sẽ đi tới đâu và toan tính của hai bên đằng sau những bước đi này là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần đầu của chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Theo yêu cầu của phía Đài Loan, chiều qua 15 tháng 5, người phát ngôn Tổng thống Philippines Edwin Lacieda đã thông báo, Tổng thống nước này đã bổ nhiệm Chủ tịch Văn phòng Đại diện Kinh tế Văn hóa Manila Amedeo Perez làm đặc phái viên của ông tới Đài Bắc để gửi lời chia buồn và xin lỗi sâu sắc của ông và nhân dân Philippines tới gia quyến người dân Đài Loan gặp nạn, cũng như nhân dân Đài Loan về trường hợp tử vong xảy ra một cách không may và bất ngờ. Tổng thống đã chỉ định Chủ tịch MECO Amadeo Perez làm đại diện riêng cho ông để bày tỏ chia buồn sâu sắc và lời xin lỗi của ông và người dân Philippines tới gia đình ông Hồng Thạch Thành, cũng như người dân Đài Loan về vụ thiệt mạng không may và không cố ý này. Ông Edwin Lacieda cũng cho biết, theo lệnh của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, Cục Điều tra Nhà nước Philippines đã bắt tay tiến hành điều tra, đồng thời cam kết coi cuộc điều tra này là công việc cần xử lý gấp rút và ưu tiên nhất. Tuy nhiên, những hành động này của Manila vẫn bị Đài Loan cho là hời hợt. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, công bố trên của phủ Tổng thống Philippines không được ông Aquino ký và chỉ được thông báo bởi người phát ngôn của ông. Điều này làm cho Đài Loan nghi ngờ về tư cách thay mặt Tổng thống Philippines của ông Amadeo Perez, đồng thời thể hiện sự thiếu chân thành của Manila. Đó cũng là nguyên nhân lãnh đạo ngành ngoại giao Đài Loan David Lin từ chối lời đề nghị họp với ông Perez. Mặc dù Philippines đã công khai bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc và xin lỗi về vụ việc này, nhưng chúng tôi thấy hoàn toàn không thể chấp nhận lời xin lỗi này khi nó mô tả cái chết của ngư dân Hồng Thạch Thành là một trường hợp không may và ngoài ý muốn. Đồng thời, như đã tuyên bố vào sáng 15 tháng 5, ngoài các biện pháp trong đợt trừng phạt đầu tiên là ngưng cấp giấy phép lao động cho người Philippines rút đại diện ngoại giao tại Manila về nước, đồng thời yêu cầu ông Antonio Basilio, người được chỉ định là đại diện ngoại giao của Philippines tại Đài Loan, trở về Manila để giúp chính phủ giải quyết vụ việc này. Đài Loan tiếp tục đợt trừng phạt thứ hai với một loạt biện pháp mới, gồm việc ban hành cảnh báo du lịch màu đỏ đối với người Philippines, đình chỉ các hoạt động trao đổi cấp cao, chẳng hạn như các cuộc họp cấp bộ và các cuộc họp bên lề Đại hội đồng Y tế Thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới. Ông Perez không có đủ thẩm quyền và điều này cho thấy Philippines thiếu thành thật trong việc giải quyết vụ việc. Vì vậy, đợt thứ hai áp dụng 8 lệnh trừng phạt của chúng tôi đã được khởi động ngay lập tức. Trong diễn biến mới nhất xung quanh mối căng thẳng này, sáng nay 16 tháng 5, Đài Loan đã tiến hành tập trận hải quân trên vùng biển phía nam Đài Loan, gần vùng biển chồng lấn với Philippines. Cuộc tập trận giữa hải quân và lực lượng tuần duyên Đài Loan có sự tham gia của một khu trục hạm lớp Kit và một tàu hộ tống lớp Lafayette, một máy bay lên thẳng S-70C cùng một số tàu khu trục nhỏ lớp Knox và Chengkeng và chiến đấu cơ F-16. Việc cảnh sát biển Philippines bắn vào tàu cá Đài Loan khiến một ngư dân hòn đảo này thiệt mạng. Vô hình chung đã tạo cớ cho Đài Loan làm mưa làm gió trên Biển Đông, ồ ạt kéo tàu tuần tra, chiến hạm, thậm chí tập trận trên vùng biển tranh chấp với danh nghĩa là bảo vệ ngư dân. Tuy nhiên, Đài Loan càng cứng rắn thì Philippines lại càng nhún nhường. Những động thái nhún nhường của Manila cùng những hành động không ngừng lấn tới của Đài Loan khiến cộng đồng quốc tế không khỏi bất ngờ và hoài nghi về những ý đồ chính trị ẩn sau đó của cả hai phía. Trước khi Philippines bất ngờ xin lỗi vào ngày 15 tháng 5, Đài Loan liên tục có các hành động gây hấn, đe dọa. Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu yêu cầu Philippines phải xin lỗi, trừng phạt những người có trách nhiệm, bồi thường cho nạn nhân và thiệt hại tàu cá, đồng thời chấp nhận đàm phán hiệp định nghề cá Đài Loan-Philippines. Trong khi chính quyền tức tối phái một chiến hạm hải quân và 3 tàu tuần tra của cảnh sát biển ra vùng biển gần Philippines tiến hành tập trận bảo vệ ngư dân và thi hành nhiều biện pháp trừng phạt, thì người dân Đài Loan tập trung biểu tình trước cửa Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Manila, giận dữ đốt cờ Philippines tại Đài Bắc. Giới tin tặc hòn đảo này cũng đã khơi mào một cuộc chiến tranh mạng với Philippines. Trong ngày 10 tháng 5, tin tặc Đài Loan đã tập kích các website chính phủ Philippines và làm tê liệt website của Tổng thống Benigno Aquino. Đáp lại, tin tặc Philippines tấn công website của nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu, các cơ quan phòng thủ, kinh tế và lực lượng tuần duyên. Theo các nhà phân tích, những biện pháp trừng phạt cùng thái độ cứng rắn của Đài Loan đã để lộ phần nào những toan tính của lãnh đạo hòn đảo này. Dường như ông Mã Anh Cửu và giới chức Đài Loan đang cố gắng đẩy vụ việc va chạm với Philippines lên một nấc thang mới, hòng gây sức ép buộc Manila nhượng bộ, đồng thời công khai tham gia vào tiến trình giải quyết tranh chấp Biển Đông mà đỡ bị Bắc Kinh ngăn cản. Bởi trước đó Đài Loan chưa từng được tham gia vào tiến trình này.
Có thể nói, trước những ngôn từ và hành động cứng rắn của Đài Loan thì Manila cũng ít nhiều bị chi phối. Tuy nhiên, lý do thực sự đằng sau lời xin lỗi là gì? Liệu có phải Philippines thực sự sợ Đài Loan hay không? Đài Loan là một đối tác kinh tế quan trọng. Philippines không muốn chỉ vì sự cố nhỏ mà đánh mất đại cục. Ở Đài Loan có khoảng 87.000 người lao động Philippines đang làm thuê và gửi về hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm. Nếu chính quyền vùng lãnh thổ thực sự ngừng nhập khẩu lao động Philippines như tuyên bố, thì Manila sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. Ngoài ra, nhún nhường có thể là giải pháp tốt nhất cho Manila trong bối cảnh hiện nay khi quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đang rất căng thẳng liên quan tới tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bãi đá cạn Scarborough hay Hoàng Nham thời gian qua. Manila đã đem vụ này kiện ra tòa án quốc tế, nhưng xem ra Bắc Kinh vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu so về tương quan lực lượng, Philippines hoàn toàn đuối thế so với Bắc Kinh, cả về kinh tế, quân sự và ngoại giao. Vì vậy, nếu thêm một kẻ đối đầu, sẽ chẳng khác nào Manila tự trói chân mình trong bối cảnh hiện nay. Không chỉ vậy, Philippines cũng nhận thức rất rõ Trung Quốc đang là ngư ông đắc lợi trong vụ việc này. Ngày 14 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Bắc Kinh hy vọng Philippines điều tra thấu đáo vụ việc và Bắc Kinh không thể làm ngơ, bỏ mặc Đài Loan trong vụ này. Chúng tôi luôn kiên quyết đảm bảo sự an toàn cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp cho đồng bào Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc đã chuyển các kháng nghị mạnh mẽ đến Philippines. Chúng tôi hy vọng Philippines sẽ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc về vụ việc và có những biện pháp hiệu quả nhằm tránh để tái diễn sự cố tương tự. Thậm chí, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc còn thẳng thừng tuyên bố, nhân vụ việc này, Trung Quốc đại lục và Đài Loan có thể chung tay đối đầu với Philippines. Do vậy, nếu không khéo giảng hòa với Đài Loan, Manila sẽ phải cùng lúc ứng phó với tổng lực từ phương Bắc. Tình cảnh khi đó của Philippines sẽ không khác nào cá nằm trên thớt. Diễn biến căng thẳng giữa Đài Loan và Philippines đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế bởi nó liên quan trực tiếp đến những tranh chấp trên Biển Đông, vùng biển chiến lược của khu vực và thế giới. Chuyện Đông chuyện Tây sẽ trở lại vấn đề này với những diễn biến mới đáng chú ý. Còn bây giờ sẽ là một mối quan hệ khác cũng không kém phần căng thẳng. Chỉ vài ngày sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Moscow, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã bắt giữ Ryan Seafogle, một công dân Mỹ bị cáo buộc là điệp viên cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA, hoạt động dưới vỏ bọc bí thư thứ ba Đại sứ quán Mỹ tại Moscow khi đang tìm cách tuyển dụng sĩ quan tình báo Nga làm việc cho CIA. Đây được coi là một gáo nước lạnh dội vào nỗ lực hâm nóng mối quan hệ song phương Nga-Mỹ, phản ánh những bất đồng sâu sắc về quan điểm và cạnh tranh gay gắt về lợi ích giữa hai nước kể từ chiến tranh lạnh. Vụ bắt giữ này cũng được xem là chiến thắng của ông Putin trong công tác tuyên truyền với người dân Nga rằng các cơ quan tình báo nước ngoài vẫn tìm cách thực hiện âm mưu chống lại vai trò lãnh đạo của ông. FSB cho biết đã bắt giữ một nhân viên đại sứ quán ở thủ đô Moscow trong đêm 13 tháng 5. Khi nhân vật này đang tìm cách tuyển dụng sĩ quan tình báo Nga làm việc hai mang cho cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Theo người phát ngôn của FSB, người đàn ông bị bắt giữ là Ryan Seafogle, bí thư thứ ba đại sứ quán Mỹ ở Moscow và là điệp viên ngầm của CIA. Khi bị bắt giữ, Fogle mang theo một lượng lớn tiền và tài liệu cho một nhân viên FSB mà anh ta muốn tuyển dụng. Ngoài ra, Fogle cũng trang bị thiết bị kỹ thuật đặc biệt và các dụng cụ thay đổi hình dạng. Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia RT của Nga phát bằng tiếng Anh đã cho chiếu một số ảnh chụp Fogle bị trói chặt tay ra phía sau trong tư thế nằm sấp. Bên cạnh đó là hộ chiếu, một số giấy tờ và số tiền khoảng 500 euro. Ngoài ra cũng có một số bức ảnh cho thấy Fogle đang bị FSB thẩm vấn, kèm theo ảnh chụp các vật dụng được cho là đồ nghề của Fogle như tóc giả, la bàn, đèn pin và điện thoại di động. Ngay sau vụ việc, ngày 14 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Mỹ ở thủ đô Moscow, ông Michael McFaul, đến để yêu cầu làm rõ những thông tin liên quan đến vụ bắt giữ, song chi tiết về buổi làm việc không được tiết lộ. Đại sứ McFaul từng là cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đại diện phía Nga cũng cho biết Moscow lấy làm ngạc nhiên vì cách thức hoạt động thô và vụng của tình báo Mỹ, đặc biệt tại thời điểm hai bên vừa tuyên bố hợp tác trong lĩnh vực tình báo. Truyền thông Nga cũng cho hay người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev sẽ thăm Mỹ vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 5 tới và có thể mang theo một thông điệp do Tổng thống Putin gửi tới ông Obama. Phía Mỹ đã xác nhận một nhân viên ngoại giao của họ bị Nga bắt giữ, cam kết tuân thủ lệnh trục xuất ông Fogle, song từ chối bình luận về các buộc của phía Nga, cho rằng ông này là điệp viên CIA. Chúng tôi không có bình luận gì về cáo buộc cho rằng điệp viên này là của CIA. Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi Mỹ và Nga đang tìm cách cải thiện quan hệ sau chuyến thăm Nga mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Trong đó, hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria, mà cụ thể nhất là tổ chức hội nghị quốc tế về vấn đề này vào cuối tháng.
Vụ việc cũng gợi lại hình ảnh cách đây hơn 2 năm, Mỹ cũng đã bắt giữ một cô gái rất xinh đẹp người Nga là Anna Chapman cùng với 10 người khác với cáo buộc hoạt động điệp viên trên đất Mỹ. Mối quan hệ Nga-Mỹ vốn đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt kể từ thời chiến tranh lạnh. Những nỗ lực để hâm nóng mối quan hệ này cũng chưa từng đem lại nhiều hiệu quả, bởi Nga-Mỹ luôn đối đầu nhau về quan điểm trong bối cảnh cục diện thế giới có nhiều thay đổi. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng vụ bắt giữ điệp viên CIA này đã phản ánh một cách sâu sắc sự cạnh tranh của hai nước về lợi ích và sự ảnh hưởng trên trường quốc tế. Trong sứ mệnh được coi là phức tạp nhất kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ đầu năm nay, ông Kerry phải tìm cách thuyết phục Nga thay đổi quan điểm đối với vấn đề Syria, từ đó ủng hộ một giải pháp can thiệp vào quốc gia Trung Đông này nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài bấy lâu nay. Mặc dù chưa thể tạo ra đột phá, nhưng việc hai bên nhất trí sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế tìm giải pháp cho vấn đề Syria cũng đã là thành công bước đầu trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Thế nhưng vụ bắt giữ và trục xuất điệp viên CIA lại đẩy mọi nỗ lực về điểm xuất phát. Moscow cho rằng hành động mang tính khiêu khích của Mỹ, móc nối và tuyển dụng điệp viên hai mang, làm gợi lại tình trạng đối đầu thời chiến tranh lạnh. Mặc dù gần đây hai nước đã có những nỗ lực nhằm hàn gắn và cải thiện mối quan hệ song phương, song tôi cho rằng vụ việc lần này chỉ đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình hình thêm phần căng thẳng. Theo nhiều chuyên gia phân tích, trò chơi bắt giữ điệp viên chưa có hồi kết, dù rằng chiến tranh lạnh đã chấm dứt từ lâu. Những vụ bắt giữ điệp viên theo kiểu trả đũa giữa Nga và Mỹ gợi lại đỉnh điểm đối đầu căng thẳng nhất giữa hai cường. Thực tế cho thấy mối quan hệ giữa các cơ quan an ninh tình báo của Nga và phương Tây chưa bao giờ tan băng. Trước đó, tình báo Xô Viết từng tuyển dụng Robert Hansen, nhân viên cục điều tra FBI, và Andriy Ames, nhân viên phản gián của CIA, làm việc cho Moscow trong suốt một thời gian dài. Năm 2001, vụ việc vỡ lở, Mỹ trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga và yêu cầu 46 người khác phải rời khỏi nước này. Ngay lập tức, Nga đã có hành động trả đũa tương tự. Mối quan hệ Nga-Mỹ chưa bao giờ hết phức tạp. Trong lịch sử đã có không ít vụ việc bắt giữ điệp viên để trả đũa nhau và tất cả đều khiến tình hình giữa hai bên thêm phần căng thẳng. Cho đến giờ, Nga và Mỹ vẫn chưa thực sự tin tưởng lẫn nhau. Cũng theo ông Kiriakou, vụ điệp viên CIA bị bắt giữ một lần nữa chứng tỏ mối quan hệ Nga-Mỹ vẫn rất nhạy cảm, có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào. Kể từ cuộc chiến Georgia năm 2008 và nhất là sau khi ông Vladimir Putin được bầu làm Tổng thống Nga hồi tháng 3 năm 2012, quan hệ Nga-Mỹ đã ở vào những thời điểm lạnh nhạt nhất. Mặc dù chiến tranh lạnh đã kết thúc, song chiến thuật trả đũa bằng việc bắt giữ điệp viên vẫn tiếp tục được cả hai bên sử dụng thường xuyên trong bối cảnh các cơ quan an ninh tình báo tìm mọi cách đưa người thâm nhập vào phe đối phương. Vụ bắt giữ Fogel sẽ là một chiến thắng của Tổng thống Putin trong công tác tuyên truyền, bởi ông thường khẳng định với người dân Nga rằng các cơ quan tình báo nước ngoài vẫn tìm cách thực hiện âm mưu chống lại vai trò lãnh đạo của ông. Tôi không lấy làm ngạc nhiên về việc truyền thông quá chú ý đến sự việc này. Nghe như thể chúng ta đang ở thập niên 70 thế kỷ trước. Tôi cho rằng mối quan hệ với Mỹ thực tế không phải là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Putin, bởi ông đang tập trung vào các nỗ lực để củng cố và duy trì quyền lực cho tới tận khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2018 và sau đó có thể là thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Ông Rainier cũng cho rằng đằng sau vụ bắt giữ điệp viên CIA còn là cuộc chiến cạnh tranh ảnh hưởng và lợi ích giữa Nga và Mỹ trong bối cảnh cục diện thế giới có những thay đổi nhanh chóng. Cạnh tranh Nga-Mỹ không chỉ diễn ra tại những vùng đệm thuộc phạm vi ảnh hưởng địa chiến lược truyền thống của Liên Xô trước đây, mà còn mở rộng ra các khu vực có xung đột về lợi ích. Syria là một ví dụ điển hình. Cho đến thời điểm này, Moscow vẫn kiên định quan điểm ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, không chấp nhận bất cứ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài. Đây chính là trở lực quan trọng đối với Mỹ và phương Tây trong nỗ lực lật đổ Tổng thống al-Assad và đưa Syria đi vào quỹ đạo ảnh hưởng của họ. Không thể phủ nhận một thực tế là Mỹ và phương Tây vẫn đang tăng cường sức ép buộc Nga phải thỏa hiệp về lợi ích ở khu vực Trung Đông có vị trí chiến lược, và vụ bê bối gián điệp xảy ra đúng vào thời điểm cả Nga và Mỹ đang toan tính, cẩn trọng cho mỗi bước đi nhằm tìm kiếm lợi ích tối đa trong các vấn đề quốc tế hiện nay. Vì thế, mối quan hệ thăng trầm giữa hai nước có thể sẽ tiếp tục lâm vào tình trạng lạnh nhạt kéo dài, hoặc ít nhất là bằng mặt mà không bằng lòng. Chuyện Đông Chuyện Tây sẽ còn gặp lại quý vị vào 18:30 ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.